anh biết tính cái này mà, chẳng qua là anh giữ cẩn thận để nó ít xù nhất thôi. Con chim 4-5 đồng như thế này giữ thì có mà chỉ để nhà thôi. Ồ. Sao mà đi được? Ngoài này nó chỉ không bắt nạt thì ra thì thôi đúng không? Nó phù là nó đánh được, nó bảo vệ cái cổ của anh. Thần gió đấy ạ, à, ế. Thần gió cái gì? Đừng có ra đuôi đâu mà thần gió. Ở đây, ở đây vẽ đuôi vét này. À. Đâu? Đuôi con ta đâu mà con này vét được. Hôm nay hai cháu bọn mình tiếp con của Thao Lê. Chấp cả hai. Được một buổi như này là thích lắm đấy anh Du ạ. Ừ. Hôm nay mà được cái buổi như này là cứng cứng lên lắm đấy. Cứ mỗi tuần được buổi như này thôi. Tuần một lần thôi. Có khi anh cho tuần một lần nữa. Đây được cái buổi đông chim này, chơi thế này là quá tuyệt vời. Con này nó cứ không xù là nó nhất. Nếu mà thi cho xù thoải mái thì nó nhất. Ui rồi, đục mẹo rồi. Úi giời đấy.